Nào, thôi cho sự kiện đi. Nâng cấp .apple.kaina.vn. Tự động nâng cấp. Đúng là 14.000 là full đúng không? Sự kiện ngon mà, sự kiện ngon mà. Tập luyện ngay. Có một dùng không em á? Đợi em chơi sự kiện nick em xong trước anh ơi. Đợi em tí. Không thì anh gửi nick em trước đi, xong là em chọn quà trong nick em, xong em chơi nick anh trước cũng được. Anh quên rồi, anh đợi cũng hơi lâu. Anh gửi nick em để em vào nick anh trước luôn. Facebook đúng không ạ? Để em chơi em chọn nốt quà đã nhá. Anh chọn quà chưa? Nào, chọn xong rồi nhá. Bây giờ mình trước hết thì mình sẽ chơi nick của anh Quyên trước đã. Quyên trước đã. Cho em xin phép mở BP trước nhá. Em nói em sẽ đi mở nhạc MCK chắc không sao đâu nhỉ. Người nhà nhỉ, người nhà anh Quang. Em Johnny á, Johnny dạo này đi đâu á? Chắc quên mình nhỉ, buồn. Đến rồi lại đi như một cơn gió vậy. 700 tỷ tiền BP ạ. Điên rồi. Em nói cho anh nghe đi. Cho anh nghe đi. Nào, 25 huấn luyện viên khéo léo. Toàn 5 sao này. Ôi, chưa thấy cái nào ngon cả. Cái này có vẻ ok này. Chưa thấy cái nào ngon cả. Mà tao đã gửi đến nhau 10 sao đi. 10 sao. 5 sao. Cái tỷ lệ mở kiểu gì ấy nhở. Em nói em phải đi. Chưa thấy cái nào ngon luôn á. Cái nào cũng thiếu một cái á. Không lên kèo phan vàng, kèo gì nhở? Mở thẻ thì kèo gì nhở? Chưa thấy cái nào ngon. Ơi cái này ngon. Cái này siêu ngon, Melvin ngon nha. Mở được một, đúng một 25 cái được một cái ngon ạ. Úi xồi ôi. Này chết em, mở này chết em. Mở 4 không? Có này lởm mở 4 nhá. Kèo chỉ số. William Cup One Hole được đấy. Turao, gói này lởm quá. Gói lởm quá. Mở ra 2 ông cộng 8 là đỉnh rồi đấy. 21 gói. Tò ti ôn nữa. Ừ, gói này trước này. Nominated ôn. Thonomin. Sala. Grifo, Romero. Đâu nhở? Nominated ôn cộng 3. Nhiều quá, ngợp. 2GG6 à? Đây à? Ui, 4 gói á? Ở từng gói một nhá. Enzo! Không có rồi. Ugate là ai nhỉ? Không phải hơi, tên hơi lạ. Mới chắc trẻ. Enzo! Pogba à? Enzo! Ai đấy? Enzo đấy! Ui không lửa phát nào luôn mà! Richie, anh của Recon à? Richie! Đây! Hai gói Icon Real Madrid. Các bạn mong chờ gói gì ra, gói này ra cái gì? Xabi Alonso á? Tôi mong ra dô béo. Đây này. Đít mẹ mồm thối vãi, lần nãy bảo Suker ra Suker thật á. Mẹ phát này ra Hagi ấy thôi đúng đời này. Lửa. Ui. Cờ Hà Lan. Tiền đạo. Anh này, Van Nistelrooy à? Baby. Ngon. Cái này mà ra được Van Nistelrooy là ngon. 30 tỷ. Thằng MU Real Madrid.
Ủa thế sao có mỗi hai gói đấy nhỉ? Thế thì phải hai gói nữa là gói MC cộng 8 chứ nhỉ? Đúng không? Đây 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 đây. Cái gì 4 vòng á? Lại thả ra Suco còn hơn 30 tỷ ngon rồi. Oliver Giroud. Lửa hát thế nào? Gói này khó lửa vậy. Ôi giời ơi. Sắc đô Oliver. Mẹ sắc toàn Oliver ấy nhở. Không có ai lở, không sao, cả. Mồi đó, mình bắt đầu kiểu mồi tí thôi. Từ xem anh ấy còn ôi nhiều slot lắm, thoải mái đi. Ủa anh ấy dọn sẵn cho mình mở, thích thật. Mở 3 thì hơi tều, không được. Mở 1 cái cho hồi hộp. Nào. Nếu mà gói này thì ra MC là đẹp nhất rồi. 21 không có giá đâu. Lửa, UP, người Hàn, người Anh, tiền cánh phải, Ali Yang. Abditon cũng được. 111 là min đấy. MC, đúng rồi, người Tây Ban Nha. Tiền đạo cánh phải, Petro, cũng được. Chưa ngon lắm. Phải 117 cơ. Nào. Ừ mày. E21 Croatia trung vệ. G đi về đồn. Vida. Sao mỗi 3 thẻ, mỗi thẻ mở được một mùa khác nhau ở trong cái thẻ đấy. Đúng là dàn xếp rồi, các bạn ơi. Mèo vô lý như thế được. Tiếp theo sẽ là gói UP đúng không? UP đi. M4 đâu? Gói này tôi cảm giác M4 ngon đấy. Bà mong 34 không? Tôi cứ cảm giác là mở 4 cái thẻ này ngon. Kiểu gì cũng ra Petro, UP hoặc Park Ji-sung. Hàn Quốc. Người Pháp à? Trung vệ à? David Luiz à? Umtiti à? Hai ông Umtiti à? Ba ông người Pháp. À hai ông người Pháp, hai ông người Hà Lan. Đó bên 9 luôn anh ơi. Phan Rian lại mở ra Umtiti là hỏng rồi. Không còn đấy hơi lởm, mấy gói cuối cơ. Mấy gói cuối mới quan trọng. 96 cộng trước đi, xong mở Icon. Là đẹp nhá. Từ gói 1 này, Torres EBS. Ui, mở Torres EBS này, em xin khéo anh luôn này. Nào. Người Hà, ui giời ơi, người xứ quê không phải là... Không phải là tiên đạo cánh. Ui Hennessy, chìm đắm vào Hennessy à. Chính chính cũng được. Ai? Người Đan Mạch cam à? Lau giúp 117. Ôi to. Người... Ui giời ơi, Lewandowski đâu? Trung vệ à? Cái đéo gì đây? Erik Ten Hag à? Đầu mày bóng thế. Icon đi. Nào. Chưa bao giờ mở ra Gullit, chưa bao giờ mở Ronaldo béo cả. Cái nhìn đắc lít ở trong FIFA 22, 23 là hơi bị ngon đấy. Đừng đùa. Ui, hai gói này quá. Icon trước không? Icon trước nhá. Đây này, dô béo đây này, nãy mồi thôi. Xin một con dô béo. Bú luôn. Cực mạnh. Người Brazil. Người Hà Lan. Nếu mà là hậu công. Lởm nè. Yaya Touré, Gullit, Beckham, Torres,
Ừ. Nó đồ béo ra nó ra cắt. Cá nhân tôi thấy gói này không ngon bằng gói này. Gói MC cộng 8 không ngon bằng gói Torti chỉ định cộng 5. Nên tôi mở gói này trước. Ơ từ 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 nữa. Ừ cứ mở luôn đi. Có phải lọc không? Không đúng không? Mở bao. Đùa thôi. Dù béo. Ronaldo MC Cristiano Ronaldo. Lại người Đan Mạch, lại Cam, lại Long Rup. Thôi cũng được. Hai ông Long Rup ở đây nhá. Mở nốt ông B Long Rup thì ỉa. Lửa. Merkel, tiền đạo. Crespo ở Hughin à. Sao ông này trong nhỉ? Chỉ định 70 lại có ông này nhỉ? Người Pháp đá Cam, Di Đan, Di Đan. Ui, hai lần tôi mở ra Di Đan rồi đấy. Một lần Di Đan LH, một lần Di Đan không, hai lần Di Đan LH, một lần Di Đan MC. Bú, lại còn team Calo Real Madrid. Trời ơi. Trời ơi. Ngon. Ui, em cảm ơn anh Quyên Quyên ạ, em cảm ơn anh ạ. Thổ, anh cho em mượn nick, cho em nick để chơi sự kiện xong anh còn tặng quà em. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Ngại quá. Mới được một con Zidane thôi, em vẫn muốn hơn. Em là một con người rất là tham vọng. Totion đâu nhở? 21 gói. Nào, nặn nào. Lửa. Hà Lan. Cho xin Messi nữa xem nào. Messi à, cần Messi. Gói cuối. Tạm cái bú gì 183 tỷ mà chưa bú thì tôi cũng chịu không rồi. Nói thế chịu rồi. Đây này, bú đây này. Bú đây này, đây mới bú này, bú mạnh này. Xem nào. Phôi à? 113 phôi gì? 119 à, nhờ 113 là cộng 1. 1 trick. Đổi vận. Ui, hai con một trick ạ. Sao không thấy hạt theo hạt đét đâu nhở? Sự kiện này ngon này, không bị chỉ định hạt theo hạt đét rồi này. Đây rồi. 119 là cũng bú đấy chứ nhở? Bellingham á. Bellingham đánh giá là không ngon lắm. Ok. Ankara Messi. Messi. Again, người Anh rồi. Mẹ Bellingham. Fuck. Cứ khen nào. Trời ơi, một trick à? Ba con một trick bao giờ không? Mà chỉ số cao cũng được. Đây bây giờ đổi thành chỉ định Modric rồi. Chỉ định Modric không phải ở theo là đen mà Modric rồi. Ra chúng ta vẫn còn 3 gói cát. Nào. Con nào ngon nhỉ? Ronaldo một cát. Anh là Real à? Thực ra là cứ 105 cộng 8 là bú nhá. Là bú nhá. Phải ra 105 trước đã rồi thì mới ra ngon được. Mình phải ước từng cái một. Ra 105 đi. Người bồ. Victor Bay à. 119 à? Ừ cũng được, không sao mà An ủi. Kẻ thủ môn cũng được nhưng mà chỉ số cao. Không sao cả. Victor Bay à. Tiếp theo nào. Ai đây?
Người Anh, tiền vệ, hù gì đó. Như nào? Steven Gerrard. Steve, có phải anh không? Captain Fantastic. Xin á, không, tôi có con Zena kia rồi. Zena một cáp này không thích lắm. Thực ra cũng thích đấy. Nhưng mà đắt quá. Nào. Mất nhạc rồi. Ui. Tiền đạo Brazil. What the fuck, vua bóng đá man. Rip. Rip. Buông đá men. Mở nổi cả da gà đấy, mẹ mày con này không có Ronaldo béo nhờ. Sự kiện này ngon nha các bạn. Sự kiện này ngon nha các bạn ơi. Baby. Chắc em Giang đang muốn nạp lắm này, không biết em Giang đang xem không này. Tự thử cho mình một chai nước vậy, đi lấy chai nước đi. Con này. Có mình ăn. Nạp 3 vòng mà mở như này là tạm. Tạm cũng được. Tôi thích tạm, tôi muốn tạm như này. Mặc dù Pele không ai chơi nhá. Nói thật là Pele không ai chơi nhưng mà tôi vẫn thích tạm như này. Tôi thích tạm như này á. 120 là tôi thích ạ. Hết rồi nhỉ. Đây mở nốt 4 gói này ra Falkland nữa đẹp. Mascherano, Smolarek, Harry Kewell, Machisio. Machisio là cái gì? Machisio nhỉ các bạn nhỉ? Zidane. Kario Machisio. Ui, anh đập con này lên 6 đi anh dùng luôn. Kẹp làm gì? Thôi, nick của anh ấy mà. Thôi, không đập đâu. À thôi, chơi nick tôi, các bạn ấy có nick tôi, chơi này. Không biết là mở như này có ok không ấy, sợ kiểu mở như này cũng rất là lởm đối với anh ý. Tôi không biết nữa. Mà tôi thấy như này là ngon ý. Mở ra hai con 120 tôi thích lắm lại còn Zera. Không biết là có ngon không. Không biết là lần sau anh ấy có gửi đi nữa cho mình không. 10 điểm anh. Ui em cảm ơn anh nha. Em cảm ơn anh Quyền ạ. Anh Quyền ạ. Em thấy con Pele nhiều người mở ra quá. Em thấy là cũng ừ. Nhưng mà ít ra nó cũng là 120 ý. Em cảm ơn anh nha. Thank you anh nhiều. Cảm ơn anh đã đến bên em. Giá như hôm nào anh cũng đến bên em lại, em chả phải nghĩ hôm nay chơi cái gì không. Thật tuyệt vời. Làm em bỡ ngỡ. Mở gói gì trước nhỉ? Đây. Vương Văn Việt lên tình ca. Đây rồi, đây rồi. Nào. Hà Lan. Đấy, nick tôi đấy các bạn, nick tôi đấy. Nick tôi đấy. Nick này no hope. Tỏ tin nominated on à. Có hai con này luôn. Một cả hai luôn. Một cả ba luôn. Let's go. Lửa. Một trick. Cộng 3. Cái để. Lại một trick. 4 con một trick rồi. Guys. 4 con một trick rồi. Có duyên một trick thật đấy. Có này nhờ. Nãy mở ra Vanit, Tiroi và Suker không? Đừng ra Suker nhá. Ra con khác đi, con thứ ba đi. Con nào cũng được, lởm cũng được, nhưng ra con khác đi. Mồm thối thật, ngay từ đầu buổi đã bảo mở ra Suker mở thật rồi. 8 cộng 7 lại Oliveira. Chỉ sau UV. Park Ji-sung đập lên 9 luôn. Người cờ Hàn Quốc, cờ Hà Lan à cũng được. Trung vệ ai nhở?
Bruno Mars đi hát à? Ai nhỉ? Bruno Mars là ai nhỉ? Không biết luôn. Ôi, đá giải Hà Lan chắc luôn. Đúng là nick mình mà, nick mình chán thế. Thôi lời hát trước đi. Không lọc nha, nick tôi là chủ trương là không lọc. Bam. Brazil. Này, cờ nước nào đấy? Bình thường tôi thấy người ta mở gói này ra mấy chục tỷ mà, 16 tỷ là sao? Là sao? Đây. Nào. Liver chọn hết nhỉ? Liver còn con 2 IU nào ngon không anh em? Ai? Sadio. Đấm vỡ mồm mày luôn. Nói nhiều à? 54 tỷ. Sadio Salah. Tôi nghĩ là Sadio Mane đấm sang đây là vì lý do, tôi nghĩ chắc là do kiểu bị trùng tên ấy. Thùng chữ nê ấy. Đó này chưa? Bem nào? Lúc nãy mở là Zidane đúng không? Đi. Cái này còn gờ cá nữa. Ô, Silesen à? Ô, từ đã. Sumchimesen. Cũng được tiền. Cũng được tiền. Đấy, nick tôi đấy các bạn ạ. Nick tôi đấy, nick tôi đấy. Nick tôi đấy. Nick tôi đấy các bạn ơi. Quá bình thường luôn. Cá nhân tôi thì tôi sẽ bỏ Haki, bỏ con Bellingham này ra. Không thường ăn như này ok rồi. Chả cần lọc, tôi là chủ trương không lọc. Không lọc. Lionel Messi. Ai? Hôm trước tôi đọc một bài báo các bạn ạ. À, vợ Hakimi ly hôn với Hakimi, đệ đơn ly hôn mà yêu cầu chia đôi tài sản, thì lúc ấy mới nhận ra, ra tòa nhận ra là Hakimi không có tài sản. Hakimi đứng tên tài sản của mình là mẹ mình từ rất lâu rồi. Chứ tao đòi báo ghi thế, không biết có tin có chuẩn không? Tin chuẩn chưa? Còn một gói thôi, ăn nhanh đấy. Này có này mà để anh Quang Hải lại mở ra anh Quang Hải thì đúng đời. 120 nhé. Nào, kèo này. 118 trở lên là anh em ở kèo trên là có tiền nhá. Nào. Lửa. Người bù. Người rượt. Rượt đắp. Figo à? Bú, 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 bú. Bú chưa? Bán thôi, bán làm đủ tiền mua Torres Eves rồi. Yes sir. Luis Figo. Luis Figo cầu thủ gắn liền với cái đầu lợn, cái hủ hủ lợn. Uầy. Nào, anh em đặt dưới 118 nữa đi. Anh em đặt dưới 118 nữa đi. Trả cái kèo này. Luis Figo. Zurat. Đấy, lần trước tôi mở ra Godin này. Yes, hôm nay mở ra Figo, mở ra Pele, mở ra Zera và mở ra Victor Baia. Toàn 119, 120, sự kiện này ngon. Sự kiện này ngon đúng không?